はい、皆さん、こんにちは。先生、こんにちこんにちは。は。皆さん、こんにちは。xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ vào bài số 7. Thế nào? Bài số 7 gì nhỉ? Cho và nhận. Ví dụ, cái đồng hồ này ai cho thế? Thầy cho em đúng không? Này. Đây nhỉ? Đây là gì nhỉ? Cái đồng hồ này đẹp thế ai cho? Cuốn sách này đẹp thế ai cho đấy, đúng không? Cho và nhận đấy. Thế. Nhận từ ai đấy thì tiếng Việt có hay nói không? Có cũng nói đúng không? Cũng có đúng không? Nhưng mà cho nó nhiều hơn thảo nào. Vậy thì nội dung chính của bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ là cho ai cho mình cái gì đó hay là hoặc là mình cho ai đó cái gì đó. Đây là ví dụ gì nhỉ? Ai dạy tiếng Nhật cho em đấy? Thầy Dũng ạ. Thầy Dũng dạy tiếng Nhật cho em đúng không? Kiểu như thế được chưa nhỉ? Hay vay tiền mượn tiền đúng không? Những động từ đấy học trong bài 7 rồi đúng không? À bài 7 này rồi đúng không? Vay này đúng không? Vay là gì? Vay mượn. Vay vay sẽ là karimas karimas đúng không? Karimas còn cho vay kasimas được chưa nào? Ok đấy nhé, cho vay. Nhận là gì nhỉ? Moraimas đúng không? Moraimas là nhận đúng không? Cho ai đó cái gì đó, làm cho ai đó, cho ai đó cái gì? Agemas đúng không? Mấy động từ đấy thôi, đơn giản thế rồi đấy. Nội dung chính này đây, có mấy phần như thế này. Mấy phần trên 1, 2 nó sẽ rất là đơn giản. Được chưa? Bắt đầu từ phần 3 này. 3, 4 là quan trọng này. Được chưa? Được chưa? Bắt đầu luôn nhá. Nghe đi vào phần 1 này. Đây. Phương tiện công cụ ngôn ngữ cái gì đó về mas. Nói này hơi khó hiểu thì chúng ta sẽ có ví dụ cụ thể dễ hiểu được chưa? Cái gì đó làm bằng cái gì đó. Nani nan. Nani de về mas. Được chưa? Được chưa? Đây. Đó. Ví dụ cụ thể nhá. Cho nó dễ hiểu đi. Đây. Câu 1 này. Rồi. Trang đọc nào. Hasami de kami o kirimasu. Đúng rồi. Hasami là gì? Cái kéo. Cái kéo đúng không? Kami. Giấy. Giấy. Kirimasu. Cắt giấy. Bằng kéo. Kéo. Đấy nhỉ? Hay là cắt giấy bằng dao, cắt giấy này đúng không? Hay cắt giấy bằng tay chẳng hạn cũng được đúng không? Hay te de kami o kirimasu. Đấy nhỉ? Hay tiếp theo này, câu số 2 này. Nào. Anh nói tôi á. Ocha one day, one ốc nomimas. Đây nhỉ? Ocha one. Ocha one là cái bát. Các đọc ocha one. Ocha one. Ocha one. Ocha one. Đế là ngon. Để đế này này. Đế này. Wine. 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 Đúng không? Wine ốc nomimas. Wine ốc nomimas. Trong bài trước chúng ta học gì nhỉ? Uống rượu. Đế này là ở đâu đó được chưa? Đúng nhá. Thầy. Tuy nhiên nó là một cái phương tiện công cụ gì đó thì chúng ta trước là địa điểm đúng không? Bây giờ là phương tiện công cụ thì sẽ là gì ạ? Bằng. Bằng. Nó có nghĩa là bằng đúng không? Bằng bát đúng không? Người kia uống rượu bằng bát. Được chưa nhỉ? Uống anh là rượu. Được chưa? Ok. Thầy. Tọ. Tiếp theo của số 3 này. Chỗ Sâm này, con gái thầy này đúng không? Sâm chàng. Sâm chàng hoa. Nào, trang đọc à? Sâm chàng wa te de pan o tabemasta. Ừ, tức là gì nhỉ? Bé Sâm đã ăn bánh mì bằng tay. Bé Sâm ăn bánh mì bằng tay. Được chưa nhỉ? Ăn bánh mì bằng tay này. Ăn bánh mì bằng mồm. Được chưa? Hay. Tiếp số 4 này. Hay, Nhung nào. Nihongo de tegami o ka a kakimasu. Đúng rồi, nghĩa là gì? Tôi đã viết thư bằng tiếng Nhật. Viết thư bằng tiếng Nhật. Đã thì phải là kakimasu đúng không? Tôi viết thư bằng tiếng Nhật. Tôi viết thư sẽ, trong này sẽ là gì cả sẽ đúng không? Tôi sẽ viết thư bằng tiếng Nhật. Thế nào? Hay. Nếu mà nói là kino nihongo de tegami o kakimasu to ka desu ne. Hay ok, tiếp tục. Đó này. Trang Thúy nào. Thúy sẵn. Hay. Nani de niku o kirimasu ka? Knife de kirimasu. Đúng không? Cắt thịt bằng gì? À, hai đứa đang làm trong một cái quán ăn nào đó chẳng hạn đúng không? Để cắt những lát thịt mỏng này đúng không? Này cắt bằng máy hay cắt bằng dao ấy, đúng không? Nani de kirimasu ka đúng không? Knife de kirimasu. Được chưa? Hay, con số 6 này. Đúng không? Học. Yo-san, hay nani de nihongo o benkyou shimasu ka? Pansukon. Pascon de benkyou shimasu. Pascon de
con chẳng hạn, con pascon de pascon de benkyo shimasu. Học bằng máy tính đúng không? Đây là các giờ học giảng online của thầy đây này đúng không? Thì các bạn có thể học tiếng Nhật bằng máy tính này, học tiếng Nhật bằng smartphone này đúng không? Đây là điện thoại di động này, kê tay điện thoại để bình kiểu shimasu. Đấy chưa? Đấy chưa? Đấy, số 7. Nhung Thúy nè. Thúy rằng, nani go de tegami o kakimasu ka? Ega de kakimasu. Ego. Ego de kakimasu. Nani go là tiếng gì được kìa? Nani go, go là ngôn ngữ gì đúng không? Nani go de tegami o kakimasu ka? Ego de kakimasu. Được chưa? Cái từ gì đấy? Tiếng gì đấy? Ví dụ hai đứa là sinh viên chẳng hạn, đang gửi một thư, bức thư cho thầy nước ngoài chẳng hạn, thầy người Nhật, nhưng mà thầy người Nhật biết tiếng Anh, mà tiếng Anh bọn em tiếng Nhật kém đúng không? Thế này, nani go de tegami o kakimasu ka? Ego de kakimasu. Hay là biết bằng tiếng Việt rồi thầy. Vậy tiếp theo Nhung Thúy nào. Indo xin wa nani de go hang o tabemasu ka? Tê đê, go hang o tabemasu. Con này là gì? Người Ấn Độ thì họ ăn cơm bằng gì? Người Ấn Độ thì họ ăn cơm bằng gì? Ăn cơm bằng gì đúng không? Ăn cơm bằng tay. Toán bốc rồi đúng không nào? Dâu 8 tuổi. Trang hả? Trang tí nào. Nani de kanji o kakimasu ka? Enpichi de kakimasu. Trong tình huống này như thế nào? Mọi người đang ở trong lớp học này đúng không? Có mấy cái bút, mấy loại bút đây đúng không? Nani de kanji o kakimasu ka? Chọn là enbitsu de kakimasu. Được chưa? Rồi, tiếp. Số 10. Nihongo de denwa o kakemasu. Gọi điện bằng tiếng Nhật đúng không? Gọi điện bằng tiếng Nhật. Được chưa? Rồi, xong rồi nhá. Rồi chúng ta chuyển sang phần số 2 này nhé. Khi mà một từ tiếng Nhật mà chúng ta không hiểu, hay là một đồ vật tiếng tiếng Nhật chúng ta không hiểu, nó không biết cái này là cái gì đúng không? Thì chúng ta sẽ phải hỏi nó, cái này tiếng Nhật là gì thế? Đúng không? Ok, thì chính là mẫu câu này. Được thế. Hay, chúng ta bước vào ví dụ đầu tiên này. Đầu tiên chúng ta gì nhỉ? Hỏi một người nước Nhật, hỏi một người Anh chẳng hạn đúng không? Người Anh như thế. Arigato wa ego de nan desu ka? Đúng không? Là gì nhỉ? Cảm ơn. Trong tiếng Anh là gì? Cảm ơn trong tiếng Anh là gì đúng không? Trong tiếng Anh là gì? Thế nào? Chúng ta thay bằng những tiếng khác đi, những câu đơn giản này thì chúng ta lại học tiếng khác, tiếng Lào chẳng hạn đúng không? Arigato wa Lao sư gô đệ nàn đế sư ká? Lao sư gô. Tiếng Nga là gì? Russia. Russia. Russia gô đệ nàn đế sư ká? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci. Ok? Rồi, tiếp. Rồi, Trang. Anh nhớ em ạ, Nihongo đệ nàn đế sư ká? Anh nhớ em ạ, Nihongo đệ nàn đế sư ká? Các bạn hỏi thầy chẳng hạn. Sensei, anh nhớ em ạ, Nihongo đệ nàn đế sư ká? Đúng không? Arimasen là không có, đúng không? Người ta sẽ chỉ có một từ mà người ta hay dùng, đó là từ ai tai. Đây là từ ao đấy, ai tai, ai tai, nhớ chưa? Muốn gặp, đấy nhỉ? Tai của ai? Ai tai. Muốn gặp ai tai đấy, chính là bằng anh em nhớ chưa? Cái điện thoại hay nhắn tin, ai tai thì ai tai, ai tai, ai tai. Được chưa? Hai, tiếp, số 3 này. Tết. Tết wa Nihongo de nan desu ka? Tết tiếng Nhật là gì thế đúng không? Tiếng Nhật sẽ đọc là Osogatsu desu. Osogatsu desu. Hay là người ta sẽ dùng một từ tương tự với Tết. Đó là Teto. Teto. Được chưa? Cũng sử dụng được. Nói câu này, từ này người ta sẽ hiểu. Được chưa? Teto. Osogatsu. Hát đọc. Osogatsu. 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 Được chưa? Rồi, ok. Tiếp theo chuyển sang một phần mới. Cái này là các bạn học rồi đấy, đúng không? Bình thường chúng ta sẽ có một cái thành từ nó, chẳng hạn như vừa nãy mình sẽ nói như thế này đúng không? Kore wa. Bình thường chúng ta sẽ nói là kore wa ở đây đấy. Trong phần Minan nâng cao bạn xem thì thầy mình có thành có giải thích rồi đúng không? Rồi, kore wa sẽ bằng kore te. Chữ nhỏ te này sẽ bằng cái này wa. Thế nào? Ok. Thì cái này tiếng Nhật là gì đấy thầy đúng không? Kore te Nihongo de nan desu ka? Đó, kore te. Kore te. Kore te. Kore te. Đọc te là te. 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 Kore te. Kore te. Te. Te.
これって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 これ
リモコン。 リモコン。 リモコンです。 ví dụ một cái vật gì đó xa xa mình muốn chỉ à arewa đúng không? Cái kia đúng không? Thì sẽ là arewa sẽ biến thành arete sẽ. Arete. Arete. Arete, Nihongo de nan desu ka? Se no. Arete, Nihongo de nan desu ka? Arete, Nihongo de nan desu ka? Aircon desu. Aircon desu. Đúng không? Cái aircon là gì đấy? Điều hòa đúng không? Cái kia tiếng Nhật là gì đấy? Điều hòa đấy. Đấy, dùng hai mấy câu này nhớ chưa? Điều hòa này rất là tiện dụng đúng không? Thế tiện dụng không? Hai. これ って 日本語で何ですか? Hỏi. Được chưa? Hai, ok. Vậy là chúng ta đã xong phần 2 rồi, chuyển sang phần 3 nhá. Phần 3 mới à, phần 4 là rất quan trọng đúng không nào? Tôi vừa nãy thầy nhắc rồi. Và chúng ta sẽ vào cái mẫu câu cái gì đó. VOV mát này là gì nhỉ? Trong bài trước chúng ta học rồi đúng không? Tuy nhiên cái bài này nó liên quan đến những cái động từ như thế này. Làm gì đó cho ai đó. Được chưa? Ví dụ động từ agemas. Agemas là gì? Cho. Cho đúng không? Ví dụ cho Trang cuốn sách đúng không? Thì sẽ là gì nhỉ? Trang ở đây là người đúng không? Trang sà ni đúng không? Sách là gì? Hồng ố agemas đúng không? Trang sà ni hồng ố agemas. Tiếp theo động từ kashimas là gì? Cho mượn. Cho mượn, cho vay đúng không nào? Ví dụ cho Trang vay tiền. Trang sà ni tiền. Okane o kashimas. Đúng không? Trang sản đi okane o kashimasu. Thế nào? Tiếp theo. Kakimasu là viết. Viết. Đúng không? Viết trong bài hôm nay sẽ có là viết thư đúng không? Viết thư là gì? Tegami o kakimasu. Viết thư cho người yêu. Koibito. Koibito. Koibito là người yêu. Được chưa? Hay là nếu mà mình rõ ràng là kareshi. Kareshi ni tegami o kakimasu. Viết thư cho người yêu. Điện thoại cho người yêu. Kareshi ni. Điện thoại o kakemasu. Tại tiếng Nhật cho gì nhỉ? Cho mọi người. Minasan. Minasan ni. Minasan ni. Nihongo o oshiemasu. Được chưa? Gửi thư cho mẹ ạ. Haha ni. Tegami o okurimasu. Hiểu cái mẫu này chưa? Giờ chúng ta chỉ cần nhớ thuộc lòng mấy câu này cho thầy nhá. Thuộc lòng. Thuộc lòng luôn đấy. Mỗi câu học thuộc một cái. À, xong đầu mình sẽ hình dung ra được là sau này những câu này mình chỉ thay cái danh từ vào thôi, nhưng mà thay người vào được. Được chưa? Hay, ok. Thì cái này không cần quan trọng, đại đi nị là nhiều việc mà không cần quan trọng nữa, được chưa? Quan trọng là cái này mình đã thuộc rồi. Tiếp ví dụ này, đấy. À, mỗi người đọc một câu. À, Thúy. Là gì nhỉ? Gọi điện cho gia đình. Gọi điện cho gia đình. Các bạn ở bên Nhật hay gọi điện cho gia đình đúng không nào? Mai thì chi thì những mai thì chi là gì nhỉ? Ngày nào? Ngày nào em cũng gọi điện cho gia đình. Mai thì chi cả số cái điện mà cũng cái mà. Được chưa? Hoặc là điện mà ố simas cũng được, được chưa? Cũng bằng mẹ điện mà cả cái mà giống nhau hết này. Điện mà ố cả cái mà điện mà ố simas đúng không? Tiếp của số 2 này, Trang. Kanojo ni tegami o okurimasu. Nghĩa là gì? Viết thư cho người yêu ạ. Viết thư cho người yêu, cho bạn gái. Được chưa nhỉ? Tiếp. Tansobi ni haha ni fuku to hana o o a agemasu. Vào ngày sinh nhật thì tôi của mẹ. Vào ngày sinh nhật. Cái này vào ngày sinh nhật tôi đã tôi sẽ tặng mẹ. Tặng mẹ hoa và quần áo. Quần áo. Dịch cái gì trước cũng được nhỉ? Tặng mẹ hoặc là tặng hoa và quần áo cho mẹ cũng được. Được nhỉ? Ok chưa? Yeah. Tiếp. Nào, Nhung, Thúy. Tomodachi ni Nihongo no jisho o kaeshimasu. Ok, kaeshimasu. Kaeshimasu. Đó là gì nhỉ? Dịch là gì nhỉ? Kaeshimasu. Cho bạn mượn sách
cho đứa bạn mượn cuốn từ điển tiếng Nhật. Cho đúng không? Tiếp. Trang. Watashi wa gakusei ni nihongo o oshiemasu. Watashi wa gakusei ni nihongo o oshiemasu. Tôi. Tôi dạy tiếng Nhật cho học sinh ạ. Tôi dạy tiếng Nhật cho học sinh. Tiếp. Hai san ni tegami o kakimasu. Tôi viết thư tôi cho. Bạn hãy. Thế nào? Rất là dễ đúng không nào? Tiếp. Trang và Thúy. Dare ni ego o oshiemasu ka? Anh san ni oshiemasu. Là gì đây? Em dạy tiếng Anh cho ai đấy? Em dạy tiếng Anh cho bạn Anh. Đúng không? Anh cái gì đó không biết đúng không? Anh. Tiếp, số 8 này. Dare Nhung. Dare ni kono tokuhe o agemasu ka? Karesi ni agemasu. Karesi ni agemasu. Nào. Không là vẫn giống như bài trước đúng không? Chúng ta sẽ cho kono toke lên đầu tiên và khóa vào đúng không? Kono toke wa đúng không? Dare ni agemasu ka? Thì nó sẽ rất là tự nhiên đấy chứ. Ok chưa? Hay chúng ta chuyển sang câu số 9 này. Đúng không? Hai người một người hỏi một người trả lời. Nhung Trang nào. Trang-san, oka-san no tanzoubi ni nani o ogenkimasu ka? Agemasu ka? Agemasu ka? Hana to keiki to satsu o agemasu. Có nhiều đúng không? Nhiều. Chị tặng gì cho mẹ vào ngày sinh nhật? Đúng rồi. Tặng hoa, bánh và áo. Đúng không? Bánh và áo này. Ok chưa? Vẫn còn. Nào, trang Thúy nè. Dare ni hongo kashimashita ka? Kisan ni kashimashita. Kisan ni kashimashita. Được chưa nào? Tiếp. Nhung Trang nè. Dare ni tegami o kakimashita ka? Yen-san ni kakimashita. Dụ Trang Thúy. Nhỉ? Nhung đúng không? Nhung viết thư xong đi gửi thư đúng không? Mày viết thư cho ai thế? Đúng này. Tiếp câu số 12 này. Gì đây? Mai bang. Đúng rồi. Hai. Mai bang. Dare ni denwa o kakemasu ka? Kansoku ni denwa o kakemasu. Trong trường hợp này hai bạn cùng ở bên Nhật cùng đi du học ở cùng phòng đúng không? Đấy tối nay con nào điện? Vâng vâng. Dạ dạ. Đúng không? Tối nào động điện thì là mai bang đó đi denwa o kakemasu ka? Giúp nghĩ để nó các cái mà được chưa? Hay xong rồi đấy, được chưa? Xong phần nhớ chưa nhỉ? Phần trước là gì nhỉ? Làm gì đó cho ai gì đó được chưa? Gọi điện thì viết thư cho ai đó được chưa? Nhưng mà cái này sẽ ngược lại một tí thế nào? Thứ nhất là gì nhỉ? Nhận được của ai đó cái gì đó, được chưa? Được chưa? Nhận thì có những động từ như sau. Các bạn có ba động từ này, ba động từ quan trọng. Thứ nhất là gì nhỉ? Moraimasu. Moraimasu là nhận đúng không? Nhận này nhé. Tiếp theo. Karimasu là mượn đúng không? Ví dụ mượn cuốn sách này của Trang này, đây nhá, từ Trang này, của Trang này. Tiếp theo, naraimasu là học đúng không? Học cái điều từ ai đó đúng không? Từ thầy Dũng chẳng hạn đúng không? Đây này, nhớ nhá, chúng ta sẽ có gì nhỉ? Dare ni hoặc là kara, chúng ta có thể dùng kara cả lý được, cái nào cũng được nhớ chưa? Ok, thoải mái đi, như nào? Và gì nhỉ? Nghĩa của nó là từ ai đó. Bây giờ chúng ta sẽ đi đến từng động từ một cho nó dễ hiểu. Cái động từ moraimasu tức là gì nhỉ? Nhận được của gì? Cuốn sách này chẳng hạn, nhận được cuốn sách này của chị Nhung chẳng hạn. Được chưa? Nhung san ni moraimasu hông được. Hông ngộ moraimasu. Trong trường này cũng giống như phần bài trước, chúng ta có thể cho cuốn sách lên đọc kono hông á. Kono hông á, Nhung san ni moraimasu. Hoặc là gì? Nhung san kara. Nhung san ni nhung san kara kono hon o moraimasu. Được chưa? Ok. Được chưa? Rồi. Dịch là gì? Moraimasu dịch là nhận được cuốn sách này. Nhung. Nghe tiếng Việt nó hơi hên một tí lắm. Vì sao? Nếu mà bình thường thì các bạn nói như nào? Chị Nhung cho em cuốn sách này. Nghe nó chuẩn hơn đúng không? Thế sao người Việt lại cho? Người ta cho thì tôi mới xin, tôi mới lấy nhỉ nhá. Tại vì sao người Việt Nam hay nói là cho, đúng không? Cho bởi vì cái sĩ diện của người Việt Nam thì rất là cao á. Mày cho thì tao mới lấy. Tao không nhận được mày. Chị Nhung cho em đấy. Đúng không nhỉ? Ok chưa? Chứ không phải em xin đâu. Nhưng mà em xin. Ok?
Cho chị Nhung cho em này được nhé. Cái này em xin chị Nhung cũng được nhỉ? Được. Nói đúng không? Em xin chị Nhung đấy. Có thể dùng một trong hai cái đấy nhá. Ý là các bạn chỉ cần nhớ một đài mát là gì nhỉ? Nhớ một đài mát là cho hoặc là xin, hiểu chưa? Chị Nhung cho em đấy, em xin chị Nhung ấy. Được chưa? Hiểu chưa? Đấy. Đấy là gì nhỉ? Một đài mát. Tiếp theo, karimat là mượn. Mượn. Đúng không? Em mượn của thì trong đấy sẽ là gì? Em mượn của chị Nhung ấy, hay là từ chị Nhung cũng được đúng không? Cuốn sách này em mượn của chị Nhung ấy nói như nào nhỉ? Kono Hồng ạ. Karimasta. Karimasta, đúng không? Ừ. Cuốn từ điển này này, kono jisho wa Nhung san ni moraimasta. Nhung san kara moraimasta. Kara desu ne. Thế nào? Yep, naraimasu ne. Học. Học từ. Đúng không? Em học tiếng Nhật cái gì ạ? Còn từ đấy Dũng đúng không? Dũng sẽ dạy ni. Nihongo o naraimasu. Đúng không? Dũng sẽ dạy ni. Nihongo o naraimasu. Thế nào? Dễ chưa? Dễ không? Hiểu chưa? Hiểu. Hiểu, ok. Cái kia là cho ai nói cái gì, còn cái này mình nhận ngay cái này. Ok. Nhưng mà thì cái từ chị Nhung cho em đấy thì phải dùng moraimasu này chứ? Vâng. Tức là cho em nhưng mà trong trường này chính là nhận chứ không phải là cho. Được chưa? Ok. Hay. Tương tự chúng ta có ví dụ này, mỗi người đọc một câu nào. Ê, Thúy nào. Watashi wa haha ni sochi o moraimashita. Ừ. Nghĩa là gì? Tôi nhận áo từ mẹ. Ừ. Cái dịch tiếng Việt bình thường à? Mẹ cho tôi cái áo. Ừ, mẹ cho tôi cái áo. Đơn giản như thế. Tiếp. Ê, Trang. Nhung san wa Park sensei ni Nihongo o naraimashita. Là gì? Thầy Park dạy tiếng Nhật cho Nhung ạ. Hoặc là gì? Bạn Nhung học tiếng Nhật. Từ thầy Park. Cái này là học đúng không? Vâng. Thì dịch chuẩn hơn thế là chị, bạn Nhung học tiếng Nhật. Từ thầy Park. Từ thầy Park đúng không? Vâng. Còn thầy Park là gì nhỉ? Dạy tiếng Nhật cho chị Nhung thì sẽ là gì nhỉ? Park sensei wa Nhung san ni Nihongo o oshimasu. Được chưa? Hai câu khác nhau. Nó nhưng mà cùng một ý nghĩa. Thế nào? Tiếp. Nào, Nhung à. Ai nhỉ? Anh Nhung không? Okay. Nhung câu số 3. Ngân hàng から お金 を借りました. Nghĩa là gì? Tôi mượn. Tôi mượn tiền của ngân hàng. Là ngân hàng. Vay tiền. Karimasu là vay hoặc là mượn, đúng không? Sau này sẽ là vay đó. Tôi vay tiền của ngân hàng. Em vay tiền ngân hàng đấy. Thế nào? Vay tiền ngân hàng. Ai có số 4 nào? Hai sami toke o moraimashita. Nghĩa là gì? Hãy cho tôi đồng hồ. Hãy cho em cái đồng hồ. Hãy cho em đồng hồ. Còn anh cho em cái đồng hồ. Gì thế được đúng không? Chị hãy cho em cái đồng hồ đấy. Còn cái đồng hồ này chị hãy cho em nữa nha. Kono toke wa hai sami moraimashita. Ừ, đúng không? Nói có đấy nhiều bạn nhé. Có lúc tôi kể quả thì mình xác định được luôn cái gì nhỉ? Cái vật đấy đúng không? Ừ, xác định rồi, dễ hơn rồi. Được chưa nào? Hay. Tiếp. Làm nào. Dare ni Nihongo o naraimashita ka? Yuka sensei ni naraimashita. Ừ, dễ. Dare ni Nihongo o naraimashita. Yuka sensei ni. Mà dễ rồi, dịch lại nào. Em học tiếng Nhật từ ai thế? Em học tiếng từ Nhật từ cô Sen, cô Yuka. Cô Yuka, cô Yuha được đấy. Yuha. Yuha. Hoặc là cô Yuka được. Yuka. Cô Yuha cũng được tiếng Nhật. Cô Yuka được tiếng Nhật. Được chưa? Đây có thể nhìn này, cô Yuha đây. Cô Yuha xinh không? Cô Yuka xinh đấy, hai người. Được chưa? Đây. Tiếp, nó giáo này. Trang với Thúy nào. Dare ni boru bộ dare ni boru pen o kasu. Karimasta ka? Yên xong đi, karimasta. Lựa tự nhiên thấy cái bút ở đây đúng không? Gì đây? Mày mượn bút bi từ ai thế đúng không? Mượn bút bi từ chị Yến này. Được chưa nào? Đấy, một số 7. Trang Thúy. Dare ni kono enpichi o moraimasta ka? Linh sang ni moraimasta. Ừ, đang nhìn cũng được. Ok, con này dịch là gì? Cái bút chì mượn của ai? Đúng không? Đang mượn chì của ai? Moraimasu có phải mượn đâu. Dịch tiếng Việt đơn giản thôi, nhìn. Ai đã cho em ai cái bút chì này? Ừ, đúng không? Ai cho em cái bút chì này thế? Đúng không? Đây.
Còn kabuchi này ai cho em thế nói nè. Kono enpitsu wa dare ni moraimashita ka? Ninh san ni ninh san kara moraimashita. Là kia nào? Đúng nhau à? Ok. Tiếp. Phần mở rộng. Có thêm phần mở rộng. Bây giờ các bạn nhớ nhé, có một agemat cho ai đó thì moraimas mình nhận lại được chưa? Ok. Tuy nhiên có một từ nữa đó là từ kuremas. Kuremas. Ai đó cho mình cái gì đó. Được chưa? Cũng là cho. Được chưa nào? Cũng cho. Được chưa nào? Ok chưa? Ai tặng đó cho rồi nhé. Nhưng mà gì nhỉ? Nó sẽ không phải là ni nữa. Mà sẽ là ga. Kuremas. Vậy là gì? Ni moraimas đúng không? Ni moraimas bây giờ ga kuremas. Được chưa? Thấy chưa? Ok. Quá cũng có nhưng mà tí nữa mình giải thích trường hợp quá khi nào nó sẽ sử dụng nhé. Ok. Vì cứ để mà này. Bình thường chúng ta sẽ trong cái giao tiếp hội thoại người ta dùng gá rất là nhiều nhé. Hầu hết dùng gá hết. Ví dụ muốn hỏi ai cho bạn vậy? Thì nói câu này các bạn. Dare ga kuremashita ka? Se no. Dare ga kuremashita ka? Se no. Dare ga kuremashita ka? Se no. Dare ga kuremashita ka? Câu này ai cho bạn vậy đúng không? Ai tặng nhau vậy? Thì bằng với câu này thì chuyển sang một câu khác là gì đây? Hay câu này bằng lại đá đến ní bộ đài mắt cả giống nhau, nói câu nặng được chứ chưa? Ok. Hơi. Nè, bắt đầu lại. Đá đây các cười mắt cả. Đá đây các cười mắt cả. Đá đây ní bộ đài mắt cả. Đá đây ní bộ đài mắt cả. Đá đây các cười mắt cả. Đá đây các cười mắt cả. Đá đây ní bộ đài mắt cả. Đá đây ní bộ đài mắt cả. Ok. Hai câu này. Trong giao tiếp hàng ngày sử dụng rất là nhiều nên các bạn nhớ chứ mình học thuộc lòng luôn nhỉ chứ. Được chưa nào? Đây ok. Nào. Đây đi các. Nào, hai người các bạn đi, Trang với Thúy nào. Dare ga kono enpitsu o kuremashita ka? Anh san ga kuremashita. Đúng rồi, khi mà trả lời chúng ta sẽ anh san ga kuremashita. Hoặc là trả lời dùng cách khác, Thúy. Anh san ni Moraimashita. Rồi, anh thằng đi moraimashita. Được chưa nào? Giờ đổi cái này lên đầu đi. Vẫn Trang thế. Kono enpitsu wa dare ga kuremashita ka? Đúng rồi. Anh-san ga kuremashita. Được chưa? Anh-san ga kuremashita. Dạ. Nhung nào? Nhung Mi Thúy nào? Nhung hỏi đi. Ikutsu desu. Này phải là ikutsu desu ne. Ikutsu desu ne. Dare ga kuremashita ka? Tanjoubi ni chichi ga kuremashita. Dịch nào? Nhung. Cái này được nhỉ? Đôi giày. Cái gì? Thực sự là gì? Đôi giày này đẹp nhỉ? Đôi giày này đẹp nhỉ? Ai đã cho bạn đấy? Bố đã cho vào ngày sinh nhật. Vào ngày sinh nhật bố cho mình nha. Đúng không? Bố cho mình. Thế à? Thế đúng không? Không có gì khó đúng không? Tiếp. Trang Nhung à? Trang Nhung hỏi đi. Y Polben desu ne. Doko de kaimashita ka? Iie Christmas ni tomodachi ga kuremashita. Dịch là gì? Nhung dịch đi. Cái bút vi này đẹp nhỉ? Ở đâu? Mùa đâu vậy? Mùa ở đâu vậy đúng không? Thì Trang trả lời là? Không. Không. Bạn chị đừng nhận từ bạn vào ngày sinh nhật à? À vào ngày Giáng sinh. Tính đơn giản thôi, đừng có nhận cái gì. Thì chúng ta dùng bạn chị tặng vào Giáng sinh. Đúng rồi. Không đúng không? Bạn chị tặng chị vào ngày Giáng sinh. Bạn chị cho chị vào ngày Giáng sinh ấy, đúng không? Vào ngày Giáng sinh bạn chị cho chị. Được chưa nào? Đấy. Tiếp. À đây rồi. Câu này nhá. Câu này đọc nào. Cả lớp đọc à. Xe nó. Zusan wa mayasa nikuman o kuremashita. Ở đây thì có gì khác với mấy câu trước? Kuremashita. Wa. Đúng không? Wa đúng không? Khi mà wa thì chúng ta sẽ đặt bằng một câu dài dài như thế này nhỉ nhá. Ngày nào anh Dũng cũng cho tôi bánh bao. Bánh bao, nikuman là bánh bao đúng không? Ngày nào anh Dũng cũng cho tôi bánh bao. Đúng không? Thế rồi kuremashita được chưa nhỉ? Ok, nếu mà chúng ta nói là gì? Dũng san kara. Dũng san kara, Dũng san ni mayasa nikuman o moraimasu. Thế là kara đúng không? Còn khi mà dùng quá chúng ta đặt một câu trần thuật đúng không? Đặt một câu để đặt câu trần thuật đấy. Được chưa nhỉ? Khi mà kể về một điều gì đó đúng không? Thì cũng dùng là quá này xong kuremashita. Nhưng mà nó dài dài hơn. Ví dụ chúng ta nói Dũng san wa nikuman o kuremashita. Thì nó không hay bằng câu phải thêm những mayasa này vào. Được chưa nhỉ? Thì các thầy cô giáo bảo người Nhật bảo như thế.
Còn trong hội thoại nói bình thường, khi mà nói ai cho mình cái gì thì giống như từ gá nhá, chưa? Được chưa? Ok chưa? Hay. Ok chưa? Hay. Ok. Đây, mình sẽ ôn tập lại. Cái từ mình giải từ hito, hito là người đúng không? Ừ. Khi mà gì nhỉ? Viết cái này để cho các bạn hiểu cái mẫu câu á. Đây này, đây là mẫu câu hướng dẫn nhá. Thì cái từ hito này bằng này, chính là bằng là ai, được chưa? Hi tội chính bằng với từ dare nhá. Đây, tặng cái gì đó cho ai đó, được chưa? Đây, đây là gì nhỉ? Nhận cái gì đó từ ai, được chưa? Đây là ai cho mình cái gì, được chưa? Tiếp, đây ai cho mình cái này, hai cái này bằng nhau, được chưa? Ok chưa? Phần Việt rất đơn giản đấy. Ok, cuối cùng, phần cuối cùng rất đơn giản thôi. Mo mastaka, mo mastaka, đã làm cái gì đó chưa đấy? Được chưa? Đã làm, bạn đã làm cái gì đó rồi phải không, đúng không? Nên mình trả lời là hey, smasta. Ăn cơm rồi, ăn cơm rồi chứ? Vâng, ăn rồi ạ. Đúng không? Hey, uống thuốc chưa? Uống thuốc rồi ạ, đúng không? Uống thuốc rồi chứ? Uống thuốc rồi ạ. Được chưa nào? Chưa. Yeah, mada desu. Không, chưa. Không, chưa ạ. Vẫn chưa, đúng không? Kore kara demas. Kore kara là bây giờ này. Bây giờ hay là chuẩn bị. Bây giờ có một từ là ima, đúng không? Dùng từ ima kara cũng được. Ima kara sẽ bằng với lại là これ から ですね. 今 から これ から. Ăn cơm chưa? Chưa. Bây giờ em mới ăn. これ から食べます. Nè, các bạn chuẩn bị ăn đây. これ から食べます. Bằng nhau. Đúng không? Tiếng Việt mình hay nói là em chuẩn bị ăn. Đó. Em bây giờ em ăn. Thì bằng nhau, được chưa? Đúng không lại cũng được. Ok chưa? Các đọc nào. もう食べました. もう食べました. いえ、まだです。いえ、まだです。これから食べます。これから食べます。これから勉強します。これから勉強します。これから見ます。これから見ます。はい、OK? はい。はい。ですね。え、そうね。はい、ごめんな。じゃあ、向いていいな。次は、はい。では、では。もう、チャンさん。チャンさん、もう朝ごはんを食べましたか?はい。もう食べました。うん、これ時間で。チーヤーで、あの、三中。うん、チアンドウ。チアンドウ。チアンドウ。え、兄さん。え、おい。いえ。チャン、グリーナ。あ、チャン、ニョン。ニョンさん、もう家族に手紙を送りましたか?あ、いいえ、まだです。これから送ります。レガ。em đã viết thư cho gia đình chưa?Chưa, em chưa. Bây giờ thì em không phải viết thư mà gì nhỉ? Gửi thư. Chưa, em chưa. Bây giờ thì em đang chuẩn bị gửi. Ừ, cái này đang chuẩn bị rồi. Được chưa nào? Hey. Ok. Hey. Hay. Còn số 3 này. Hey, Nhung với Thúy nào? Nhung sang. Hey. Mo dai roka ga owarimasta ka? Hey. Mo owarimasta. Ừ. Con này nghe là gì? Đây đọc cả. Đây cả, đây ni cả, đây là cả. Đây bài chứ nhá. Không, owarimasu tức là gì? Xong chưa? Đây bài 6 đã xong chưa đúng không? Không, xong rồi. Xong rồi. Cái hai đứa đang lên lớp hỏi nhá. Này, xong bài 6 chưa? Đấy nhá. Xong rồi. Đúng không? Hai đứa đến lớp thầy giáo chưa đến không? Khi nào mô đây đọc cả gã owarimasu ta ga. Hay, mô owarimasu ta. Ê, chưa? Này, hình như hết rồi đó. Oh. À, vẫn còn. Dạ, chào mấy Thúy. Thúy sang. Hay. Mô sukudai o shimasu ta ka? Iie, mara desu. 8 giờ kara shimasu. Ừ. Em đã làm bài tập chưa? Chưa, em chưa. 8 giờ. Em đến 8 giờ em mới nghe. À? 8 giờ. 8 giờ. 8 giờ. Từ 8 giờ em sẽ làm, được chưa? Ừ. Hoặc là bỏ chữ từ, tiếng Việt mình ít nói từ đúng không? 8 giờ em làm. 8 giờ em làm đúng không? Hay, tiếp. Nhung Trang. Trang sang, mô kono shimbun wa shimbun o yomimashita ka? Hay, mô yomimashita. Ok, tương tự như thế chúng ta có thể nói kono shimbun trước đúng không? Kono shimbun wa mô yomimashita ka? Được chưa? Hay, mô yomimashita. Thế nào? Hay, xong. Hết bài rồi. Mà tôi mê là gì nhỉ? Tổng hợp lại đúng không? Cái phương tiện công cụ làm bằng cái gì dễ rồi đúng không? Khi mà muốn hỏi một từ tiếng Nhật là mình không biết thì mình sẽ nói Kore te arete nihongo de nan desu ka?
Được chưa nào? Hay. Tiếp phần thứ 3 thì chúng ta học mấy cái động từ học thuộc đi. Được chưa? Hay cho làm cái gì cho ai đó. Được chưa? Tiếp theo thì nhỉ? Modaimasu và kuremasu đúng không? Phân biệt. Được chưa nào? Hay và cuối cùng là mowemashita ka? Hay chưa? Hay. Hay, ok. Và kyou no jugyou wa koko de owarimasu. いいですね。はい、皆さんありがとうございました。先生ありがとうございました。またねー。またねー。皆さんありがとうございました。はい、バイバイ。家族に電話をかけます。家族に電話をかけます。誕生日には花と服をあげます。誕生日には花と服をあげます。花とケーキとサチュをあげます。花とケーキとシャツをあげます。trong bài này thì các bạn cố gắng phân biệt cho mình những chữ mà khi nó đứng một mình và những chữ mà có âm ghép. Ví dụ, kazoku ở đây chỉ là zo, so thêm tên tên là zo.Và một từ nữa đó là tanjōbi. Tanjōbi. Một cái là zo, chúng ta đọc rất là nhẹ giờ đờ, zo. Còn một cái là zo. Cái này thì nó có âm ghép là yo và trường âm ở đằng sau, thế nên là chúng ta đọc nó phải hơi nặng hơn một chút các bạn nhé. Kazoku và tanjōbi. Tanjōbi. Vâng, và trong bài này thì các bạn cũng cố gắng lưu ý cho mình phát âm rất là khó trong tiếng Nhật, đó là âm zu. Zu. Ví dụ áo, đúng không ạ? Áo là gì nhỉ? Shatsu. Shatsu. Ne. Shatsu.